Thưa quý vị, bất kỳ sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, thủy hải sản nào khi xuất khẩu sang thị trường các nước đều phải tuân thủ một số quy định về bao bì, nhãn mác, nguồn gốc truy xuất, đặc biệt phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn lượng hàng hóa sản phẩm. Một yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp trong tỉnh tìm nơi tin cậy, đủ chức năng pháp lý để thẩm định chứng nhận chất lượng sản phẩm. Ở Kiên Giang, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh chính là nơi được các doanh nghiệp tin tưởng và lựa chọn. Phóng sự sau đây về làng nghề nước mắm Phú Quốc sẽ cho thấy rõ về vấn đề này. Nhắc đến sản phẩm đặc trưng của huyện đảo Phú Quốc, người ta nghĩ ngay đến nước mắm. Nước mắm Phú Quốc không chỉ là sản phẩm có giá trị thương phẩm, mà còn là cái hồn tinh túy mang biểu trưng giá trị truyền thống lâu đời trên 200 năm của người dân xứ đảo Ngọc. Bình quân mỗi năm, huyện đảo Phú Quốc cung cấp ra thị trường gần 30 triệu lít nước mắm. Trong đó có khoảng 2 triệu lít nước mắm được các doanh nghiệp Phú Quốc xuất khẩu trực tiếp sang thị trường các nước như Pháp, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc và thị trường EU. Để được các thị trường châu Âu chấp nhận, các chủ sản xuất nước mắm không chỉ cam kết về quy trình sản xuất mà đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm có lợi cho sức khỏe, người dùng, thông qua các chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Nam năm 1007-2018. Hàng năm, các chủ nhà thùng, doanh nghiệp phải chật vật tìm nơi uy tín như Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu kiểm tra và chờ phản hồi kết quả. Công đoạn này không những tốn kém chi phí, còn mất thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp. Thật sự trong quá trình sản xuất thì chúng tôi phải kiểm tra liên tục cái sản phẩm của chúng tôi để mà đảm bảo đầu ra lúc nào cũng phải là đủ tiêu chuẩn cái đối yêu cầu khách hàng. Thì trước đây doanh nghiệp nước mắm Hồng Đúc 1 chủ yếu tất cả các mẫu đều chuyển về Sài Gòn, là chủ yếu là chuyển về viện Pasteur để kiểm nghiệm. Thì chỉ có viện Pasteur mới đủ tư cách pháp lý để mà đảm bảo cái tính trung gian và tính là chính xác trong đối với từng mẫu thử. Từ cuối năm 2017, những khó khăn của chủ nhà thùng và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Quốc được tháo gỡ khi Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ và Chuyển giao Khoa học và Công nghệ ấp Suối Mây, xã Dương Tơ được thành lập. Được đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trung tâm đã đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong công tác kiểm nghiệm tiêu chuẩn môi trường đất, nước, không khí, an toàn bức xạ. Đặc biệt giúp hỗ trợ phân tích, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, nông sản, thủy hải sản. Một cách nhanh chóng, thuận lợi, góp phần tiết kiệm nhiều chi phí phát sinh cho doanh nghiệp. Trước đây chúng tôi cũng mong mỏi có một trung tâm như vậy đặt tại Phú Quốc để mà tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, để mà đảm bảo vấn đề là kịp thời nhanh chóng quá trình mình sản xuất. Sau khi Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Kỹ thuật đặt trụ sở ở đây, thì bên này cũng đã có làm việc và đã có gửi những mẫu. Và sau khi gửi những mẫu đó và đối chiếu với Pasteur thì bên trung tâm có ra những kết quả rất là tốt, rất là chính xác. Thì cũng là tương đương với những kinh nghiệm mà chúng tôi đã gửi trên viện Pasteur. Thì chính vì vậy chúng tôi rất yên tâm khi cộng tác với trung tâm. Ngoài ra, trung tâm còn có chức năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ, sử dụng mã số mã vạch, thẩm định và cấp giấy phép hoạt động X-quang và nhiều dịch vụ khác. Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ là trực thuộc của Sở Học, là đơn vị là hành chính sự nghiệp có thu. Thì chức năng nhiệm vụ chính của trung tâm là phân tích, kiểm nghiệm cái chất lượng của sản phẩm của hàng hóa trên địa bàn tỉnh, cũng như là các cái kiểm nghiệm về cái mẫu, về cái chất lượng môi trường, đất, không khí của các cái cơ sở hoạt động kinh doanh có cái nhu cầu. Cái thứ hai nữa là chúng ta đào tạo, tập huấn các cái kiến thức về an toàn bức xạ, an toàn lao động. Và chúng ta cũng là hỗ trợ tư vấn các cái trong cái lĩnh vực về cái kiểm định máy X-quang, CT, tăng sáng truyền hình, có tư vấn dịch vụ bên lĩnh vực môi trường và bên cái các cái nhãn hiệu, xây dựng các nhãn hiệu tập thể cũng như cái nhãn hiệu mà cho các tư nhân về cái kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng hàng hóa. Huyện Phú Quốc có gần 60 cơ sở sản xuất nước mắm và hàng trăm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực. Ngoài tạo môi trường thuận lợi, doanh nghiệp ổn định phát triển, sự ra đời của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Khoa học và Công nghệ Phú Quốc thể hiện sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh và địa phương trong việc tạo điều kiện cần thiết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm chi phí trong sản xuất, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp.